Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đồng an tọa. Cung thỉnh quý chư tôn đức tăng ni cùng các quý vị đại biểu đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các Phật tử chúng ta đồng trang nghiêm để chúng ta bước vào phần đại lễ tối nay ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng. Phật về mở cửa vô minh, khơi nguồn đạo pháp, khơi tình chúng sinh. Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cảnh thêm hoa. Thật vậy, cách đây hơn 26 thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng 4, Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất đã giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài đã thể hiện lòng từ bi vì sự an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người nên xuất hiện nơi cõi Ta Bà, xuất gia tu hành thành đạo dưới cội Bồ Đề. Từ đó, Ngài được nhân loại tôn xưng với danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã xuất hiện khi mà mọi loài chúng sinh còn đang sống trong sự vô minh và kém hiểu biết. Đức Phật đã chỉ bày cho chúng sinh thấy rõ con đường giác ngộ, để lại một kho tàng giáo lý vô tận. Triết lý ấy nhằm dạy cho con người hướng đến đời sống an lạc, giải thoát ngay trong đời sống hiện tại cũng như kiếp vị lai. Ân Ngài lớn lao chẳng nghĩ lường, nên hàng năm cứ đến ngày trăng tròn tháng 4, đồng bào Phật tử khắp năm châu nói chung và tăng ni tín đồ Phật tử Việt Nam nói riêng đều cử hành đại lễ Phật đàn để tưởng nhớ thâm ân. Đồng thời, nhân sự kiện này cũng giúp cho những người con Phật
có cơ hội ôn lại đôi dòng lịch sử về cuộc đời của bậc vĩ nhân, và đấy, lấy đó là kim chỉ nam cho hàng tín đồ Phật tử nương theo để tu học. Hòa trên tinh thần đó, ngày hôm nay tại chùa Khai Nguyên long trọng tổ chức đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình nghi lễ như sau. 1. Niệm Phật cầu gia hộ. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. 3. Tuyên đọc thông điệp Phật đàn của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 4. Tuyên đọc diễn văn Phật đàn của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 5. Dâng hoa cúng giàng. 6. Cử hành nghi lễ cúng giàng đại lễ Phật đàn. 7. Hồi hướng hoàn mãn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử, lắng lòng trong phút giây thanh tịnh trở về ký ức của hơn 2.000 năm trước, buổi lễ được chính thức bắt đầu. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia bị. Chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức tăng ni khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính thỉnh quý chư tôn đức tăng ni, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng. Thật là hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đón mừng ngày đấng giác ngộ toàn năng, toàn trí, toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh đen tối bởi tham lam, sân giận và si mê, từ vô lượng kiếp của chúng sinh và những gì bất công trong xã hội, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngày lịch sử trọng đại thiêng liêng nhất với những người con Phật trên khắp năm châu, thật vô cùng vui mừng và phấn khởi trong buổi đại lễ ngày hôm nay có sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức cùng quý liên hữu Phật tử gần xa. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Về phía chư tôn đức tăng ni, ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại đức Thích Chân Tín, Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng ban Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai. Chúng con xin cung kính giới thiệu. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại đức Thích Đạo Thịnh, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng ban Hoàng Pháp, Phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, trưởng ban tổ chức đại lễ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại đức Thích Thông Thịnh, Phó Chánh thư ký, Phó Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, về chứng minh và tham dự đại lễ Phật đàn ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu còn có chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam cũng về tham dự. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phía đại biểu khách quý, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Hà Thành Group.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Anh đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Bùi Thị Hồng Hạnh, giảng viên Học viện Cảnh sát. Kính thưa quý vị, về tham dự đại lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được nhiệt liệt chào đón các quý vị liên hữu Phật tử cùng bà con nhân dân đã về chùa dự lễ. Xin dành một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào đón. Và đặc biệt, ban tổ chức cũng xin gửi lời chào thân ái đến quý vị liên hữu Phật tử đang theo dõi trực tuyến chương trình Đại lễ Phật đản chùa Khai Nguyên ngày hôm nay. Xin dành một tràng pháo tay cho quý vị. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Phật đàn về đây giữa quê hương, cờ bay phấp phới vạn nẻo đường, thế giới 3000 đều rung động, thông điệp trao đời vạn niềm thương. Sự kiện Đức Phật Thích Ca ra đời là sự kiện có 102 trong lịch sử Ấn Độ nói riêng và lịch sử toàn nhân loại nói chung. Bằng con đường tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát, Ngài đã nỗ lực trao truyền giáo pháp từ bi bình đẳng với mục đích vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Hình ảnh của Người đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mọi tầng lớp nhân dân yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới. Để khuyến tấn tăng ni Phật tử trong và ngoài nước giữ vững đạo tâm, nỗ lực phục vụ đạo pháp và dân tộc, Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có bức thông điệp quan trọng gửi tới tăng ni Phật tử. Giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Chân Tín, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, thừa ủy quyền của Đức Quyền Pháp Chủ và Thường trực Ban Trị sự lên tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Chúng con xin kính thỉnh quý sư tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân đứng dậy để đón tiếp lời giáo thụ. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức tăng, kính thưa quý đại biểu, kính thưa toàn thể nam nữ cư sĩ, đồng bào Phật tử hiện diện đạo tràng. Sau đây con xin phép được cung tuyên bức thông điệp của Đức Trưởng lão Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hà Nội ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật đản lại về, người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống trong lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Đức Phật dạy, mọi sự vật, hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng
tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn lại dạy: người nào không thành tựu thánh giới, thánh tuệ, thánh định và thánh giải thoát thì người đó tự rời khỏi pháp và luật của Đức Như Lai. Tu tập giới, định, tuệ là thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với chính mình, với tha nhân, với nhân sinh và với xã hội. Theo lời dạy của Đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật. Đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực để mỗi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Mùa Phật Đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Kính mừng Đại lễ Phật Đản, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức tới chư tôn đức tăng ni các cấp giáo hội và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công tác phụng sự nhân sinh, tốt đời, đẹp đạo. Kính chúc tất cả sống an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã ấn ký. Hết thông điệp. Chúng con xin kính thỉnh quý chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng an tọa. Vừa qua, toàn thể đạo tràng chúng ta vừa được nghe thông điệp Phật Đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới tăng ni Phật tử trong nước và nước ngoài nhân tuần lễ Phật Đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được nhất tâm lĩnh thụ và y giáo phụng hành. Một lần nữa, chúng con thay mặt ban tổ chức kính chúc Đại Đức Pháp Thể Kinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật sự viên thành. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, chúng con từng nghe văng vẳng đâu đây tiếng nhạc trời, mùi hương thơm ngát khắp nơi nơi, bao la vũ trụ vừa rung động, báo trước siêu nhân xuống giúp đời. Để nói lên ý nghĩa của ngày Đại lễ Phật Đản trọng đại này, ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Hoàng Pháp, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, trưởng Ban Tổ chức lên tuyên đọc diễn văn nhân mùa Phật Đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con xin được trân trọng cung thỉnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các quý vị Phật tử thập phương xa gần, được sự ủy quyền của ban tổ chức và đặc biệt là đại mệnh chư Tôn Túc, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con xin được tuyên đọc diễn văn Phật đản của Đức Hòa Thượng Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới Tăng Ni Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài nhân mùa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, ngược dòng thời gian cách đây 2646 năm, vào ngày trăng tròn tỏ rạng của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỷ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại, nay là nước Nepal. Đức Phật đản sinh đã trở thành một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trải qua quá trình tu tập chứng nghiệm tâm linh, cũng vào thời khắc trăng tròn vê sắc tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Ngài đã giác ngộ thành Phật. Trong công cuộc hoằng pháp và độ sinh, Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau, hòa hợp và phát triển thông qua giáo lý bát chính đạo, là bản thể của trung đạo và ba môn vô lậu học, giới, định, tuệ, là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến chứng quả Niết Bàn và thành Phật. Ngày nay, Đại lễ Phật đản Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình của Liên Hiệp Quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, thì Phật đản là thời gian để Liên Hiệp Quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sinh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng giáo lý của Đức Phật là thông điệp vượt thời gian về sự đoàn kết và phụng sự tha nhân ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhân ngày Phật đản Vesak, chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới hòa bình.
Kính thưa quý liệt vị, mỗi độ hoa sen nở rộ khắp các miền quê trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng là thời gian tăng ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan cùng với Phật giáo đồ trên thế giới đón mừng ngày khánh đản của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm Phật lịch 2566, Phật đản năm nay trở về trong niềm vui chung của nhân dân cả nước. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, kinh tế xã hội đang trên đà hồi phục, phát triển nhanh và bền vững. Đời sống văn hóa, sinh hoạt tâm linh mang lại sự phấn khởi, vui tươi cho tất cả mọi người như Kinh Pháp Cú có dạy. Vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo Pháp khắp nơi hoằng truyền, vui thay tăng chúng đoàn viên, vui thay bốn chúng kết duyên tu hành. Kính mừng Phật đản năm nay cũng đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Để mọi Phật sự được thành tựu, mỗi tăng ni cần khắc ghi và thực hành lời dạy của Đức Phật về giáo lý tứ nhiếp pháp. Bố thí là bằng tâm thanh tịnh nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch COVID-19. Ái ngữ là dùng lời từ hòa hướng dẫn mọi người an trú vào thiện pháp. Lợi hành là làm lợi ích cho mọi người và xã hội. Đồng sự là hòa hợp dấn thân phục vụ để khuyến hóa mọi người phát tâm tu tập theo thiện pháp, hướng đến nhất thiết chí thành Phật. Đây chính là con đường dẫn đến sự thành công của mọi công tác Phật sự. Đó cũng chính là con đường để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong giáo hội, đồng thời là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành công của đại hội trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Trong niềm hoan hỷ vô biên, kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đản an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự, lợi đạo ích đời, trong tinh thần xương minh đạo Pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường Đức Phật nhân ngày Phật đản đại lễ Vê Sắc năm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh. Vừa rồi toàn thể đạo tràng chúng ta đã được đón nghe diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin tri ân công đức của Đại Đức, kính chúc Đại Đức Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật sự viên thành. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, Phật đản hôm nay lại về thành đô cho đến thôn quê rộn ràng, thành tâm thiết lập đàn tràng, dâng hoa cúng Phật đàn tràng chứng minh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị hiện diện trong hội trường, khi Đức Thế Tôn xuất hiện ở cõi Sa Bà tại vườn Lâm Tỳ Ni, có hoa ưu đàm nở rộ, chư thiên nổi nhạc tung hoa cúng dường, mặt đất rúng động,
cây cối nở hoa, lòng người vô cùng hoan hỷ. Hôm nay, tại lễ đài chùa Khai Nguyên, mặc dầu cách Phật đã xa, nhưng chúng con vẫn đem hết lòng thành kính của mình để tưởng nhớ đến ngày Phật đản. Xin dâng lên những đóa hoa tươi thắm để thể hiện cho vẻ đẹp của đất trời vũ trụ, cúng dường ngày Đức Thế Tôn xuất hiện ở cõi Sa Bà. Giờ này, xin mời các em Phật tử trong câu lạc bộ Hương Từ Bi tiến về lễ đài, cử hành nghi thức dâng hoa. Qua đến bên bờ bên kia
của các em thanh thiếu niên Phật tử đến từ câu lạc bộ Hương Từ Bi. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị. Cách đây hơn 2000 năm lịch sử, tại thành Ca Tỳ La Vệ xứ Ấn Độ, Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời. Giờ phút thiêng liêng, im lặng vô ngần, địa cầu chấn động 7 lần, sóng nhạc thuần thanh khiết, khí pháp thân bất diệt hiện bày, 7 bước sen vàng in dấu chân ngài. Rồi ta bà thị hiện, nhục thể hài nhi đản sinh giữa vườn lâm tỷ ni. Hôm nay, toàn thể Phật tử chúng ta hân hoan đón ngày Phật đản sinh. Trước lễ đài trang nghiêm, tôn dung rực rỡ của Đức Phật sơ sinh, chúng ta lắng lòng thanh tịnh, suy niệm về cuộc đời cao cả của Ngài, về giáo pháp giải thoát mà Ngài đã hiến tặng cho nhân gian. Nguyện dâng lên Đức Từ Phụ những gì cao quý nhất, chúng con xin kết đóa hoa đời dâng lên Ngài vĩnh viễn một niềm tin và giữ mãi ngọn đuốc từ bi, an lành. Để cho vầng trăng trong trái tim chúng con vẫn sáng soi vằng vặc, sáng mọi nẻo đường, xóa mọi u tối lối con đi. Thời gian này là giờ phút thiêng liêng nhất, thế gian được đón mừng Đức Phật đản sinh. Tiếp theo chương trình là cử hành nghi lễ Phật đản. Xin kính mời toàn thể quý vị đứng dậy trang nghiêm để thực hành nghi lễ Phật đản. Chúng con xin cung thỉnh quý sư Tôn Đức lên chủ trì nghi lễ. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ,
tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu học vững bền, xa bể khổ sống mê, trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Quy trọn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Xứng dương cùng tan thán, ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sinh tính thường vắng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang. Trước bảo tòa thân con anh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy. Dòng lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thượng ở khắp mười phương. Dòng lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thượng ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thượng ở khắp mười phương. Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lễ Đức Phật Thích Ca Ni. Tôi được nghe rằng thời Thế Tôn trú ở vườn này là này, bây giờ Thế Tôn gọi năm tỳ khiếu đến dạy thế này, có hai thái cực người tu nên tránh: một là lạc say đắm ngũ dục, hai là khổ hạnh em sát hành thân. Con đường này đưa đến hậu quả hủy hoại thân tâm, con đường Như Lai đã tìm ra được là đường trung đạo, tránh hai đường đoạn đem đến trí tuệ giải thoát an vui. Có tám chi phần nhận thức chân chính: tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, chú ý chân chính, định tâm chân chính. Chính chúng đạo này Như Lai đã đi đạt được trí tuệ giải thoát an lạc. Này các tỳ khiêu, các đạo là gì? Chính là con đường đối diện khổ đau mà nhận thức được nguyên nhân sinh khổ. Vì muôn vàn khổ tìm ra nguyên nhân, diệt trừ khổ đau do vậy, nhận thức là điểm khởi đầu phát
tư duy ươm mầm trí tuệ soi sáng tất cả ngôn từ hành động sinh kế chuyên cần đều hợp chính đạo giúp cho hành giả xa lánh ràng buộc giải thoát an vui này các tỳ kheo có bốn sự thật người tu phải thấy sự thật về khổ nguyên nhân sinh khổ sự thật đến khổ con đường thoát khổ bốn sự thật ấy mầu nhiệm vô cùng mọi tư diệu đế này ca tỳ kheo sự thật thứ nhất là hiện tượng khổ sinh già bệnh chết buồn giận ghen tức lo lắng sợ hãi thất vọng khổ não chia cách người thân kẻ ghét tham lam bám víu năm uẩn là khổ sự thật thứ hai nguyên nhân vì tâm mê muội không thấy không biết bản chất thân tâm cội nguồn sự sống nên bị tham đắm giận hờn ghen tức sầu não lo lắng sợ hãi thất vọng buồn chán đốt cháy hành hạ sự thật và chính là niết bàn chấm dứt khổ đau nhờ có tuệ giác thấy biết rõ sự thật bản thân và về cuộc đời phát sinh hỷ là sự thật thứ tư con đường thoát khổ gồm tám chi phần Như Lai nhớ nghĩ thực hành trong mọi thời gian và bốn sự thật cần phải thấu hiểu siêng năng sẽ sớm đạt được niết bàn giải thoát thế tôn thuyên giảng bài pháp đầu tiên sự thật nhiệm màu năm vị tỷ khiếu dạy xong tâm trí bừng sáng nếm được hương vị giải thoát an lạc hoan hỷ tiếp nhận tính cần vâng giữ nối truyền xưng tụng tính truyền pháp luân đệ tử hôm nay ngày khánh đán một dạ vui mừng đỉnh lễ thập phương tam thế điều ngự Như Lai cùng thánh hiền tăng chúng con cùng chúng sinh bởi thiếu nhân lành thấy đều xa đọa tham sân chấp ngã quên hẳn đường về tù trong lục đạo trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng nay nhờ Phật tổ đắng nhân rủ lòng lân mân thiếu phúc nàng kiếp luân hồi đêm dài tâm tối đuốc tuệ ràng soi nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiện thì hiển thích chúng thủ sinh thánh ma ra mộng ứng điểm lành vô tình phản phúc sinh con cáo 32 vừa 19 tuổi xuân lòng từ ai cực thuần chi xuất trần qua mạnh ngai vàng tìm lôi xuất ra 6 năm khổ hạnh rừng già 7 thất nghiêm tinh chứng thành đạo quả hàng phục ma binh 3 cõi đều dậy tiếng hoan nghênh muôn vật thấy nhờ ơn chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố học đòi đức tính quang minh tổ giám thành từ bi gia hộ chúng con cùng pháp giới chúng sinh trong thánh đạo quả nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Bổn Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Bổn Thủ Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Xin đại chúng cùng hòa theo. Con nay tắm gội Đức Như Lai. Con nay tắm gội Đức Như Lai. Trí tuệ quang minh công đức lớn. Trí tuệ quang minh công đức lớn. Ngũ trược chúng sinh đều rửa sạch. Ngũ trược chúng sinh đều rửa sạch. Không còn sinh tử ở trần ai. Không còn sinh tử ở trần ai. Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Sa Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Sa Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Sa Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Sa Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni, Tam Mâu Ni, Sa Bà Ha. Dốc lòng kính lễ dưới cây phố ưu thì hiền đàn sinh vạn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dốc lòng kính lễ dưới cây vô ưu thì hiền đàn sinh vạn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dốc lòng kính lễ dưới cây vô ưu thì hiền đàn sinh vạn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mâu Ni Phật. Thank you.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa liệt quý vị, đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2566 của Chùa Khai Nguyên ngày hôm nay đến đây đã thành công viên mãn. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Chư Tôn Đức Tăng Ni đã về chứng minh cho buổi lễ được thập phần viên mãn. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, đạo quả viên thành, chúng sinh dị độ. Và chúng tôi gửi đến toàn thể quý vị Phật tử lời chúc mừng thân thương nhất nhân mùa Phật Đản năm nay, được gặp nhiều thắng duyên trong cuộc sống, luôn an lạc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Trong quá trình tổ chức có điều gì khiếm khuyết, ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử hoan hỷ lượng thứ. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân, cảm tạ Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị đại biểu về dự lễ hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự viên thành. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.